là Pad in Taiwan. Thôi lỗi rồi. Được rồi, ok. Là Pad in Taiwan. Sini là Pad in nhiệm vụ đánh 5 lần. Game. Ok. Đây là Pad in Taiwan nha. Địa điểm này Đài Loan luôn. Không phải ở Canada. Nên mọi người không có vé thì cố gắng thôi. Em ơi, em đi vào đây nào.